khán giả, theo quan niệm của phụ nữ Á Đông, làn da trắng sáng không chỉ là tiêu chuẩn để đánh giá vẻ đẹp của người phụ nữ, mà còn thể hiện sự phúc đức, quyền quý của họ. Do đó, sở hữu làn da trắng sáng mịn màng là điều mà rất nhiều người phụ nữ ao ước. Tuy nhiên, dưới tác động của môi trường ô nhiễm, tiêu UV, ánh sáng mặt trời, cùng với chế độ sinh hoạt chăm sóc da không hợp lý là những nguyên nhân chính khiến cho làn da của nhiều người trở nên sạm đen, nám, gây mất thẩm mỹ, ảnh hưởng đến tâm lý, sự tự tin và cuộc sống của nhiều chị em. Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, đã cho ra đời nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ dưỡng trắng và trị nám một cách an toàn, hiệu quả, mà không cần can thiệp các phương pháp xâm lấn gây tổn hại cho làn da cũng như sức khỏe. Nổi bật trong số đó chính là dòng sản phẩm dưỡng trắng da hai Beauty, với thành phần chính là hoạt chất alpha-abutin, giúp dưỡng trắng vượt trội và an toàn, không gây kích ứng hay bất kỳ một tổn thương cho da trong suốt quá trình sử dụng. Bản thân mình thì rất kỹ lưỡng trong việc lựa chọn các vấn đề về sản phẩm, về sức khỏe chăm sóc cũng như là làm đẹp cho bản thân. Tuy nhiên do khối lượng công việc là khá là nhiều nên là làn da của mình um, trở nên xấu đi, xuất hiện những vết đốm nám. Sau khi được bác sĩ gia liễu tư vấn thì mình được khuyên là ngoài sử dụng sản phẩm bên ngoài thì mình cũng cần phải nên sử dụng các sản phẩm dưỡng chất từ sâu bên trong để tăng sức sống cho làn da cũng như là chống suy giảm nội tiết tố. Xin chào các bạn, trong thời đại hiện nay song song với sự phát triển của kinh tế và xã hội với nhiều yếu tố như là thời gian, tuổi tác, khí hậu, môi trường ô nhiễm tác động xấu đến làn da của chị em phụ nữ làm cho làn da bị ảnh hưởng, bị lão hóa dần đi và mất sức sống. Do đó, công cuộc chăm sóc da cần phải được thực hiện thường xuyên và đúng cách. Alpha abutin là một dẫn xuất tự nhiên có nguồn gốc từ một số loài thực vật như quả việt quất, quả dâu gấu, lúa mì, lê. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh alpha abutin không chỉ có tác dụng làm trắng mà còn làm tăng sắc tố da, biến tỷ lệ sạm da do tiếp xúc với tia cực tím xuống mức thấp nhất nhờ sức mạnh của melanocytes. Tác động này còn mạnh mẽ đến nỗi không chỉ phù hợp với người da trắng, da vàng mà còn thích hợp với da màu. Ngoài ra, alpha abutin còn có công dụng hiệu quả trong việc nâng tông và làm đều màu da, qua đó loại bỏ nhanh chóng các đốm nâu tích tụ trên bề mặt da hiệu quả làm mờ thâm, tàn nhang, nám da và cloasma. Hiểu được những lợi ích tuyệt vời của alpha arbutin các chuyên gia da liễu đã kết hợp cùng với các thành phần dược liệu nhập khẩu như L-cysteine, L-glutathione, collagen peptide, vitamin B6 nhằm sản xuất ra bộ sản phẩm High Beauty dưỡng trắng da trị nám được đánh giá là giải pháp chăm sóc da toàn diện cho nhiều chị em phụ nữ. Bộ sản phẩm bao gồm viên uống, kem bôi đa năng và serum dưỡng trắng giúp tăng gấp đôi hiệu quả cho người sử dụng. Với việc tích hợp sử dụng kem bôi sau khi thoa serum dưỡng trắng, các dưỡng chất sẽ được thẩm thấu sâu vào da cho hiệu quả dưỡng trắng vượt trội. Sản phẩm còn có khả năng chống được tia UV từ ánh sáng mặt trời và không làm sạm da trở lại sau khi dưỡng, phù hợp với cấu trúc da của phụ nữ Việt. Việc sử dụng kem dưỡng da là điều luôn cần thiết trong việc chăm sóc da hàng ngày của chị em để sở hữu một làn da trắng hồng và khỏe mạnh sâu từ bên trong. Vậy thì chăm sóc da như thế nào mới là đúng cách? Chăm sóc làn da trắng từ bên ngoài không thì vẫn chưa đủ, chúng ta cần phải bổ sung và nuôi dưỡng làn da từ bên trong để có thể sở hữu duy trì một sắc đẹp bền vững được. Đối với những sản phẩm chăm sóc da bên ngoài thì hầu hết các vấn đề về da đều có thể được giải quyết bởi những thành phần hoạt tính và một trong những thành phần nổi bật nhất trong những thành phần hoạt tính này bên cạnh AHA, BHA, vitamin C, retinol. Tôi tìm hiểu trên mạng và được một số đồng nghiệp giới thiệu đến bộ mỹ phẩm hay Beauty. Sau hơn một tháng sử dụng bộ sản phẩm hay Beauty, tôi thấy làn da tôi cải thiện hơn rất nhiều. Cảm nhận ban đầu là làn da trắng sáng, có khi lên đến hai tông, làn da căng mịn, các hẳn so với lúc trước. Những vết đốm nám là mờ đi trông thấy việc sử dụng khá đơn giản mà lại hiệu quả. Sau khi rửa mặt thật sạch, tôi thoa sơn râm và kem dưỡng hàng ngày. Ngoài ra, tôi cảm nhận là vì sử dụng viên uống hay beauty thì giúp thay đổi nội tiết tố, tinh thần cũng vui vẻ, thoải mái hơn. Tìm kiếm một giải pháp chăm sóc da, giúp da trắng sáng và ngăn ngừa sạm nám da hiện đang là mối quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là phái đẹp. Nhưng nếu lựa chọn sai phương pháp, không những không mang lại hiệu quả mà còn gây dị ứng, không an toàn cho làn da của bạn. Do đó, các sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên được nghiên cứu và sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu làm đẹp một cách hiệu quả mà vẫn đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đồng thời, bảo vệ da khỏi các tác động từ môi trường bên ngoài, lắng nghe làn da bằng cách bổ sung đủ nước và vitamin trong chế độ dinh dưỡng và tập thể dục hàng ngày để tăng bài tiết, đào thải độc tố, giúp làn da săn chắc, sáng mịn. Thưa quý vị khán giả, trước nhu cầu làm đẹp lớn từ phải đẹp Bộ sản phẩm Hai Beauty hiện đang là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều chị em phụ nữ với mong muốn sở hữu làn da trắng sứ hoàn hảo mà không muốn can thiệp bất cứ một yếu tố thẩm mỹ nào trên cơ thể. Song song với việc sử dụng dòng sản phẩm này, các chị em đừng quên duy trì một chế độ ăn uống nghỉ ngơi khoa học, uống nhiều nước và bổ sung thêm các thực phẩm giàu vitamin, chất xơ để chăm sóc và bảo vệ làn da của chúng ta nhé. Tới đây thì chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại và xin được chào tạm biệt cũng như hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình lần sau